Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Hải Phòng kết nối phát sóng lúc 18 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh THB cộng. Những thông tin đáng chú ý từ các tỉnh thành phố sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 1 của tỉnh Quảng Ninh ước đạt 8,79%, nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước, giữ vững đà tăng trưởng hai con số bước sang năm thứ 10. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 13.160 tỷ đồng, bằng 24% dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt 9.160 tỷ đồng, bằng 22% dự toán. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 25,95%, tăng 16,16 điểm phần trăm so với cùng kỳ, là động lực tăng trưởng chính. Có 9 sản phẩm đạt và vượt kịch bản như sợi bông cốt tông, tấm silic, tấm sàn vinyl tile, tấm quang năng, dầu thực vật. Đến ngày 15 tháng 3, vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh đạt gần 600 triệu đô la Mỹ. Số dự án FDI được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 9 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 549 triệu đô la Mỹ. Ngành du lịch tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội đầu năm và tiếp tục phục hồi tích cực. Tăng trưởng đạt 12,98%, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 5,37 triệu lượt, tăng 11% cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 1,2 triệu lượt. Tại tỉnh Hải Dương, 8 dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn giai đoạn 2016-2025, được Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai đã góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chế biến sâu. Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong xây dựng mô hình chăn nuôi đà điểu sinh sản, thương phẩm được triển khai tại trang trại đà điểu Trung Kiên ở xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang. Qua 3 năm thực hiện, cơ sở này cũng đã làm chủ được quy trình kỹ thuật từ nuôi sinh sản đến nuôi thương phẩm, lợi nhuận đạt gần 1 tỷ đồng mỗi năm và cung cấp con giống cho nhiều hộ nuôi để nhân rộng, góp phần chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, từng bước hình thành các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng. Để đáp ứng xu thế phát triển của xã hội và nhu cầu của thị trường, thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương tiếp tục lồng ghép các chương trình của Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu sâu hơn đối với sản phẩm tiềm năng từ các dự án. Đồng thời, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất, có chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu cho một số sản phẩm thông qua chương trình sở hữu trí tuệ, gia tăng sản phẩm hàng hóa chế biến sâu của tỉnh, thâm nhập thị trường thế giới, tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Tận dụng thời tiết nắng ấm, không còn mưa ẩm, người nông dân tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang tích cực thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp để chăm sóc cây vải trong giai đoạn nở hoa, chuẩn bị đầu quả. Hiện huyện Phù Cừ là địa phương có diện tích trồng vải lớn nhất tỉnh với 110 ha, trong đó cho thu hoạch là 900 ha, tập trung ở các xã Tam Đa, Minh Tiến, Phan Xào Nam, Tiên Tiến, Tống Trân. Năm nay, điều kiện thời tiết thất thường, người nông dân đã quan tâm, chú trọng đến khâu chăm sóc cây thời kỳ sau thu hoạch, chăm sóc cây thời kỳ ra hoa và đậu quả non nhằm giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt. Trong thời kỳ cây ra hoa, đậu quả cần thường xuyên giữ ẩm cho đất, nếu để cây thiếu nước, hoa sẽ rụng nhiều, nhưng nếu tưới quá nhiều nước, độ ẩm cao cũng sẽ làm cho hoa và quả non rụng nhiều. Cùng với đó, rắc vôi bột dưới gốc cây để tiêu độc, khử trùng, hạn chế sâu, bệnh trong đất, thường xuyên kiểm tra vườn và chủ động phun phòng trừ các loại sâu, bệnh và côn trùng gây hại cho cây. Tháng 3, nhiều đoàn du khách thập phương về với Điện Biên đều mang trong mình những xúc cảm riêng. Người về thăm lại chiến trường xưa, thăm đồng đội, người tìm về để tìm hiểu lịch sử, văn hóa, mảnh đất, con người. Nhưng điểm chung, đó là niềm tự hào mang tên Điện Biên. 70 năm sau ngày giải phóng Điện Biên, vượt khoảng 2.000 km từ thành phố Hồ Chí Minh, nữ quân y ngày ấy đã trở về thăm lại chiến trường xưa. Ở độ tuổi 94, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, nhưng bà đã thực hiện được tâm nguyện thắp nén nhang tưởng niệm cho các chiến sĩ, đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ A1. Giây phút xúc động, nghẹn ngào, xen lẫn niềm tự hào về một Điện Biên hôm nay trào dâng trong tâm trí bà Toàn. Đến thăm Điện Biên Phủ, thế là vấn đề là thế tôi có đi nhân dịp này. Thế phải vui lắm, vui lắm. Điện Biên thì nó đẹp lắm, mà vẫn nên nhiều, rất nhiều người muốn đến Điện Biên. Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ những ngày tháng 3 này luôn có rất đông du khách thập phương đến thăm.
trong dòng người đó có nhiều đoàn cựu chiến binh với xúc cảm đặc biệt. Dẫu mỗi người ở độ tuổi khác nhau, từng chiến đấu ở những chiến trường khác nhau, song điểm chung ở họ khi tới đây là niềm tự hào về một Điện Biên anh dũng trong thời chiến cũng như thời bình. Hôm nay chúng tôi cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Thường Tín rất vinh dự được trở lại thăm Điện Biên, thấy Điện Biên ngày càng đổi mới và từ đó càng thấy được cái công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho việc giải phóng Điện Biên và cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, đồi A1 luôn là địa chỉ đỏ, điểm đến đặc biệt của nhiều đoàn du khách thập phương. Trong chuyến về nguồn lần này, bà Võ Thị Hoa cùng các học viên lớp cử nhân chính trị học phát triển K41B1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã lựa chọn đồi A1 là nơi trải nghiệm thực tế để sống lại thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc. Qua những chứng tích lịch sử còn lại của chiến tranh như đường hầm, chiếc xe tăng, hố bộc phá đã giúp cho những thành viên trong đoàn có thêm sự hiểu biết về thực tiễn lịch sử và tự hào về đội A1, bùn, máu và hoa. Tôi nghĩ là tất cả các nước trên thế giới đều có chiến tranh và tôi cảm thấy rất là tự hào vì đến đây cảm thấy sau khi sang cái đoạn phi ngán, tất cả mọi thứ đang bị phá hết, không có một ngôi nhà nào, không có một cái gì hết. Và đến ngày hôm nay thì tôi cảm thấy ở đây rất là phát triển và thấy người dân ở đây rất là thân thiện. Tôi tự hào vì điều đó và tôi thấy người ở đây rất là mạnh mẽ, vâng linh. Những ngày tháng 3, khi hoa ban nở trắng núi đồi, mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ bắt đầu chuỗi ngày hội lớn với lễ hội hoa ban, khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Rất nhiều đoàn khách khi ngược về miền hoa ban dịp này đã được hòa mình vào những hoạt động văn hóa đặc sắc để có thêm trải nghiệm ấn tượng về lịch sử, văn hóa, mảnh đất và con người Điện Biên. Khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bên gia đình, bạn bè, mọi người có thể lựa chọn du lịch tới những địa điểm nổi tiếng, một chuyến đi xa khám phá miền đất mới. Nhưng nếu chỉ có một ngày thì tận hưởng những phút giây bình yên nơi bản làng, hòa mình với thiên nhiên như trong phóng sự sau đây cũng sẽ mang tới cho quý vị nhiều cảm xúc đặc biệt. Như cuộc sống ở đây một ngày dậy về làm chè dai hái chè. Okay. Hái chè xong thì hái rau rừng này, là lúc ca suối này. Như cuộc sống ở đây thì cứ thế thôi. Cuộc sống của bà con người Tài xã Bản Liền mỗi ngày trôi qua bình yên như vậy. Gần gũi với thiên nhiên, nụ cười, niềm vui luôn đồng hành với họ. Sản phẩm mình làm thì cứ gà vịt thì mình khắc tự nuôi, cá cũng thế, vườn rau cũng ở trong vườn. Hôm nay chị Janet cùng các bạn của mình đã được trải nghiệm một ngày bình yên như thế. Yes. Trying to get it. Tea fruit. Yeah, tea fruit. Có dùng để làm gì? Relaxing, magnificent. Cái này là để ngâm chân này, rất là thơm. Nothing is lost, huh? It's a dream. Đây là vùng đất trong mơ. Tôi đã trở lại và rất thích nơi này. Không gian và cuộc sống rất tuyệt vời. Rừng cọ, đồi chè, những triển ruộng bậc thang, nhiều nghề truyền thống và sự mộc mạc giản dị trong đời sống mỗi ngày. Tất cả đều trở thành lợi thế để những nông dân ở Bản Liền nhanh nhạy tạo thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Đa dạng các sản phẩm thì mình sẽ tổ chức vào các tour du lịch trải nghiệm với lại cho du khách để mà du khách khi đến với đây, đến với Bản Liền thì mọi người du khách sẽ có các hoạt động trải nghiệm như là bắt cá chép ruộng này, như là hái chè, sao chè này đó. Không riêng ở Bản Liền, với sự phát triển mạnh của du lịch cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh, trải nghiệm làng quê đang dần được xây dựng thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn như chương trình Một Ngày Làm Nông Dân ở Tà Phìn Sapa, trải nghiệm ném còn, trải nghiệm bơi mảng trên suối Nậm Luông, Nghĩa Đô, giúp du khách có thêm lựa chọn khi đến với Lào Cai. Đưa những trải nghiệm vào các chương trình lễ hội cũng được nhiều địa phương quan tâm,
giúp người nông dân tích cực hơn trong làm du lịch, nhất là du lịch nông thôn, du lịch xanh bền vững. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong bản tin Hải Phòng kết nối. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.